Thưa quý vị, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang tới gần, cũng là thời điểm nhu cầu việc làm thời vụ tăng cao. Tại thành phố Hồ Chí Minh, doanh nghiệp đang thông báo tuyển dụng hàng ngàn việc làm ở các vị trí như dịch vụ lưu trú và ăn uống, bán buôn bán lẻ, du lịch, dịch vụ giải trí, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ, nhân viên đóng gói, giao hàng, kinh doanh, khiến thị trường lao động thời vụ trở nên rất sôi động. Dự báo nhu cầu khách ẩm thực dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn tăng cao, hệ thống nhà hàng này cần tuyển thêm nhân viên với mức lương theo giờ ngày Tết gấp 3 lần ngày thường. Các vị trí cần tuyển như phụ bếp, lễ tân, phục vụ bàn, pha chế, tiếp thực và tạp vụ. Người ứng tuyển có thể là sinh viên hoặc người đã có công việc chính thức ở các nơi khác, muốn kiếm thêm thu nhập vào dịp Tết. Tùy trình độ, nhu cầu sẽ được sắp xếp công việc phù hợp, làm việc theo ca 4 tiếng hoặc 8 tiếng. Hệ thống của Hồ Chí Minh của công ty Tanka Hero là tầm 40 chi nhánh. Thì vào dịp Tết Nguyên đán, bên em sẽ tuyển thời vụ là tầm 200 đến 300 lao động. Lương một giờ của một bạn phục vụ ví dụ như là 30.000 một giờ đi, thì mình nhân 3. 30 x 3 là 90.000 một giờ. Trong dịp Tết, dạ. Những ngày Tết thì em sẽ đi làm thêm, sẽ kiếm được thêm thu nhập từ Tết. Tức là mình có động lực. Dạ, mình có thêm thu nhập để sau Tết mình có thể, khi mà mình được nghỉ Tết, nghỉ bù thì mình có thể đi chơi. Tương tự để phục vụ khách hàng xuyên Tết Nguyên đán, chuỗi cửa hàng tiện lợi này cần tuyển hơn 200 lao động thời vụ. Không yêu cầu trình độ, chỉ cần có sức khỏe đáp ứng được nhịp độ làm việc với mức lương đi ca 8 tiếng, khoảng gần 900.000 đồng trên một ngày. Nhân viên của phía bên team em á, thì các bạn có thể được đăng ký lịch. Các bạn đăng ký lịch trong trường hợp sau Tết các bạn bắt đầu quay lại, các bạn đi học thì ngay lập tức các bạn có thể đăng ký lịch với cửa hàng và thời gian linh động cho các bạn bán thời gian rất là nhiều. Để tăng kết nối cung cầu việc làm Tết Giáp Thìn năm 2024, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ mở sàn giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 11. Đến thời điểm này là trước các ngày tổ chức sàn giao dịch là một ngày, thì là Trung tâm Dịch vụ Việc làm tiếp nhận là 52 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng với trên 6.500 vị trí tuyển dụng thời vụ trong cái dịp Tết này. Và ngoài ra thì Liên đoàn Lao động thành phố vẫn có cái thông tin, vẫn có cái thông tin trong hệ thống công đoàn, trên website, trên các cái trang mạng xã hội của hệ thống công đoàn thành phố để thông tin đến đoàn viên và người lao động về tuyển dụng lao động hoặc là cung cấp cái nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp để cho đoàn viên và người lao động trên địa bàn thành phố biết. Theo báo cáo mới nhất của Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin, thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh qua khảo sát hơn 2.600 lượt doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng gần 27.000 chỗ làm mới. Trong đó, nhu cầu nhân lực ở khu vực thương mại và dịch vụ chiếm tới 71% với hơn 19.000 chỗ làm. Tại thành phố Hà Nội, thời điểm trước Tết và đầu năm 2024, thị trường lao động khởi sắc hơn khi doanh nghiệp có thêm đơn hàng mới, cần một lượng lớn nhân sự để đảm bảo tiến độ sản xuất. Dự báo nhu cầu nhân lực tại Hà Nội lên tới 40.000 người trong tháng 1 năm 2024. Nhiều doanh nghiệp đưa ra các chính sách đãi ngộ cùng phúc lợi để thu hút lao động. Tuy nhiên, việc tuyển dụng đủ nhân sự trong dịp cận Tết Nguyên đán gặp không ít khó khăn. Doanh nghiệp này cần tuyển dụng 15 nhân sự cho các vị trí kỹ sư điện, kỹ sư cấp thoát nước và công nhân kỹ thuật. Ngoài mức lương từ 8 triệu đồng đến 15 triệu đồng một người một tháng, tùy vị trí công việc, công ty còn đảm bảo các chế độ như bảo hiểm xã hội, thường Tết, phụ cấp công trình. Mặc dù đã thực hiện các phương thức tuyển dụng trực tiếp, gián tiếp, nhưng doanh nghiệp vẫn chưa tuyển đủ lao động. Tuyển dụng cuối năm này rất là, nói chung là nó cũng không được tốt, sự thay đổi về công việc cũng không lớn. Khi mà phỏng vấn ấy, thì người ta cũng hướng tới là cái sự đãi ngộ của công ty có tốt không, có đảm bảo không, có cái chế độ như thế nào. Ngược lại đối với phía nhà tuyển dụng của chúng tôi thì cũng xét đến các cái ứng viên có đạt được tiêu chí mà bên tôi cần, là đôi bên cùng phải cảm thấy là nó phù hợp thì là mới kết nối được. Thế nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa có. Thống kê của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, trong đầu quý 1 năm nay, nhu cầu tuyển dụng phổ biến nhất là nhóm thương mại, dịch vụ, bán lẻ, du lịch, ăn uống, lưu trú.
Bên cạnh đó, để đáp ứng yêu cầu hoàn thiện đơn hàng, các doanh nghiệp, ngành nghề công nghiệp chế biến, chế tạo cũng đang đẩy mạnh tuyển dụng lao động. Đầu năm là chúng tôi đang có cái đơn hàng là tuyển khoảng 10.000 công nhân ở trên Vĩnh Phúc làm về các cái linh kiện trong cái máy tính điện thoại. Lương cơ bản là 4.350.000, tổng là cả phụ cấp ăn, phụ cấp nhà, tăng xe điện thoại và tăng ca. Tổng đang nói tính tổng nó trung bình tầm 9 đến 11 triệu. Hiện tại thì Vinhome có đang triển khai hai cái dự án Vinhome Ocean Park 2, Vinhome Ocean Park 3 ở bên Hưng Yên, đang tuyển rất nhiều các vị trí nhân viên bảo vệ, nhân viên kỹ thuật, chuyên viên chăm sóc khách hàng. Cuối năm này thì là một trong những mùa mà tuyển dụng khó khăn nhất, tại vì các ứng viên đến hiện tại thì cuối năm rồi, gần đến Tết, họ sẽ mong muốn những cái khoản thưởng Tết và sẽ là những cái khó khăn thách thức để họ có thể chuyển đổi công việc. Thị trường lao động Hà Nội có sự phục hồi trở lại theo hướng tích cực khi nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp đang tăng dần. Dự kiến tính cả quý 1 năm 2024, các doanh nghiệp cần tuyển hơn 100.000 lao động. Và chúng tôi cũng nhìn nhận là cái dấu hiệu là thị trường cũng tương đối là tích cực so với những thời gian trước đây. Hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp và kịp thời nhất cho doanh nghiệp cũng như là người lao động nếu như có khả năng mất việc trong cái giai đoạn vừa rồi, nhanh chóng tìm kiếm được nguồn việc và cũng thể tham gia vào thị trường lao động. Để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp, thành phố Hà Nội tăng tần suất tổ chức các phiên giao dịch việc làm cũng như liên kết với các cơ sở đào tạo trên địa bàn để hỗ trợ doanh nghiệp tìm được lao động phù hợp. Trong 3 quý của năm 2023, hàng chục ngàn lao động tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam phải ngừng việc do doanh nghiệp không có đơn hàng. Tuy nhiên, trong quý 4 năm 2023 và đầu năm nay, tình hình việc làm đã có phần tích cực hơn. Không ít nhà máy đã tuyển lao động trở lại. Thời điểm này, những tấm biển tuyển lao động đã xuất hiện trở lại tại các cổng nhà máy, khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Trong đó, nhiều doanh nghiệp tuyển với số lượng lớn, từ 1.000 đến 2.000 lao động. Hiện chúng tôi cần tuyển dụng thêm 1.500 lao động nữa. Chúng tôi duy trì cho công nhân tăng ca thêm giờ, vừa đảm bảo thu nhập cho người lao động, vừa kịp tiến độ đơn hàng. Chúng tôi cũng tăng cường chính sách cho người lao động, xây dựng cơ chế lương cạnh tranh và minh bạch cho từng vị trí. Nhà máy này đã từng có hơn 7.000 lao động. Ba quý đầu năm 2023, vì thiếu đơn hàng, số lao động tại đây chỉ còn khoảng 5.000 người. Tuy nhiên, giờ đây, khi đơn hàng khởi sắc, doanh nghiệp đang tuyển lao động trở lại. Cũng nhờ vậy mà ngân hàng việc làm cho người lao động tại thành phố Hồ Chí Minh cũng trở nên đa dạng hơn. Hết hợp đồng đến quý 1 năm 24 và hiện nay chúng tôi lại đang tuyển dụng lại. Chúng tôi dự kiến sang năm sau chúng tôi sẽ tăng khoảng là 10%, lượng lao động sẽ tăng lên khoảng 10% so với lại những cái năm trước đây. Thì qua hơn 15 ngày chúng tôi triển khai cái chương trình để vận động các doanh nghiệp tham gia các chỉ tiêu tuyển dụng cũng như là triển khai các thông tin tuyển dụng đến người lao động, thì đến nay cũng đã tập hợp trên 4.000 cái chỉ tiêu việc làm cho người lao động, cũng rất là đa dạng các ngành nghề, trong đó có lao động phổ thông, có chuyên môn kỹ thuật, có bên lĩnh vực thương mại dịch vụ và bên lĩnh vực nhà hàng khách sạn. Theo Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, trong quý 1 năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh đang cần khoảng 86.000 lao động. Trong đó, 4 nhóm ngành công nghiệp trọng yếu gồm cơ khí, điện tử, công nghệ thông tin, chế biến tinh lương thực, thực phẩm, hóa dược, nhựa, cao su cần từ 13.800 đến 15.300 chỗ làm việc, chiếm tỷ trọng 17,87%. Thị trường lao động phục hồi trở lại khi nhiều doanh nghiệp có đơn hàng mới, mở rộng kinh doanh và các dự án trọng điểm bắt đầu đi vào hoạt động, từ đó tăng nhu cầu tuyển dụng. Tuy nhiên, thị trường lao động nước ta đang đứng trước thách thức về chất lượng nguồn nhân lực. Tính đến cuối năm 2023, mới có gần 28% lực lượng lao động có bằng cấp, chứng chỉ. Hơn 65% lao động đang làm việc trong khu vực không có quan hệ lao động, thiếu tính ổn định. Điều đó cho thấy khoảng trống nhân lực, chất lượng khiến thị trường lao động chưa hấp dẫn các nhà đầu tư. Tại doanh nghiệp này, để đào tạo được một lao động làm việc thuần thục phải mất hơn 3 tháng. Việc tuyển lao động lành nghề ngay từ đầu gặp khó khăn nên phải cho người lao động vừa học vừa làm để giải quyết tình trạng thiếu nhân lực. Giúp về vấn đề đào tạo thì để làm sao cho doanh nghiệp tức là phát triển trong cái thời đại mới hiện nay.
như là công nghệ 4.0 thì tích hợp để người lao động nâng cao cái trình độ tay nghề của mình lên, nâng cao cái hiểu biết và cái tích hợp tạo điều kiện cái năng suất nó cao lên. Và năng suất cao lên thì đương nhiên thì công ty ngoài cái đó ra công ty còn đầu tư thêm công nghệ thì để làm sao để có thu nhập người lao động tốt hơn so với những năm trước đây. Năm 2023, lực lượng lao động nước ta đạt hơn 52 triệu người. Mỗi năm có hơn 1 triệu thanh niên bước vào tuổi lao động, nhưng có tới 40% phải được kèm cặp lại tại nơi làm việc. Lao động tốt nghiệp đại học cũng chưa đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp nên phải được đào tạo lại hoặc bổ sung kỹ năng. Bên cạnh cái việc dạy lý thuyết thì cũng phải kết hợp với cả doanh nghiệp để mà có được cái cơ hội cho người lao động thực hành thì mới có thể được nâng cao được tay nghề cũng như là nâng cao cái trình độ chuyên môn để từ đấy có thể đáp ứng được các cái yêu cầu của công việc trong cái bối cảnh là chúng ta hội nhập và chúng ta yêu cầu các cái đối tượng lao động có trình độ tay nghề cao. Đấy thì hiện nay cái đối tượng đấy của mình vẫn còn đang rất là ít. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, một số ngành kinh tế được xác định là mũi nhọn cần nhân lực rất lớn nhưng thực tế nguồn cung lao động không nhiều. Tiêu biểu như nhân lực lĩnh vực logistics mới đáp ứng được 40% nhu cầu, tỷ lệ nhân lực công nghệ thông tin trên tổng số lao động quốc gia của Việt Nam ước tính chỉ đạt 1,1%, một con số khiêm tốn nếu đặt trong bối cảnh số hóa đang diễn ra từng ngày. Tập trung đào tạo nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động là nhiệm vụ trọng tâm của ngành lao động thương binh và xã hội trong năm 2024. Tôi cho rằng là cái việc mà trang bị cái kỹ năng số cho người lao động trong bối cảnh hiện nay là rất là quan trọng, đặc biệt đối với những người mà muốn có những cái cơ hội việc làm ở những cái doanh nghiệp hoặc là những cái người sử dụng lao động mà người ta ứng dụng rất mạnh về công nghệ để người ta tăng năng suất thì cái kỹ năng số đặc biệt quan trọng, có thể nói là cái điều kiện tiên quyết để mà người lao động có thể tham gia vào những cái môi trường làm việc như thế. Nhân lực qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ, nhất là nhân lực chất lượng cao còn thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu của các địa phương, doanh nghiệp. Một trong những điều cần chú trọng là đào tạo, nâng cao tay nghề cho lực lượng lao động, giúp Việt Nam nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Việt Nam đang trong thời kỳ dân số vàng, nhưng cùng với đó là sự già hóa dân số đang diễn ra với tốc độ thuộc nhóm nhanh nhất trên thế giới, kéo theo sự già hóa của lực lượng lao động. Vì vậy, cần có các giải pháp hiệu quả để biến lợi thế lao động dồi dào trở thành động lực cho tăng trưởng. Đến đây, chuyện trong ngày cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.